có hòa hồng gì 3.000. Dạ vâng, ok, cô giữ vững tốt thì cô giới thiệu giúp cho cháu những người nào là có lòng đấy nhá. Dạ vâng ạ. Cái này là nhiệt là sưởi à? Dạ. Đúng rồi, cái đấy là nhiệt, nó sẽ làm nóng lưng như này. Nó là nhiệt hồng ngoại đấy. Những lúc mà còn thời tiết nó lạnh. Rezo này nó là gì? Rezo Gravity đây là cái chế độ massage không trọng lực nhé. Nên mình bấm vào cái nút này. Cái này nó sẽ điều chỉnh cái tư thế ghế. Cái này nó cũng bóp mạnh. Đúng rồi, cái này vô cái đau lưng luôn, nó kích thích sâu vào các cái huyệt luôn. Bấm vào đây Rezo rồi nó sẽ chọn được cái tư thế nằm, đây là tư thế nằm nghỉ nhiều.